Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Foxcar, trung tâm mua bán xe tô đồ qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Dành cho các anh chị đang tìm kiếm một chiếc xe Fortuner đi lại gia đình thì mình lấy ngay xe này giúp Mai ha. Fortuner máy dầu số tự động đời 2019 và màu trắng siêu siêu hot luôn. Con này đi được khoảng tầm 64.000 km, chất xe chất sơn còn vô cùng đẹp các anh chị. Đây mica đèn còn trong nha. Lên cho mình đặt. Cái con này là xe trang bị cho mình được đèn bi led luôn rồi. Mỗi nối các anh chị thấy rất là khít nè. Phần nhựa đang không có tí gì chảy xước luôn. Dăm dăm như thế này là bình thường nha. Đấy, tí xíu thôi. Vỏ lớp nè, theo xe luôn các anh chị, gai vỏ rất là dày, mong không tí nào là chảy xước hết. Đăng kiểm đường bộ thì mình còn tới tháng 1 năm 2024 và gia hạn được thêm 6 tháng nữa là tới tháng 7 năm 2024. Các anh chị mới cần đi đăng kiểm lại nha. Bệ bước, dán phim, về mưa, ốp dán cửa là trang bị đầy đủ cho mình rồi. Rồi vô phía trong cho các anh chị xem sơ qua phần nội thất tí xíu. Nội thất xe này là đã có ghế da cho mình rồi, lót sàn xi mi li, lót thêm tấm lót thái, nẹt bước chân trong ngoài, lót bọc trần 5D cho mình luôn. Trang bị cho mình là màn hình nè, rồi thêm một cái màn hình ốp trần nữa các anh chị ha. Ở xe này thì kiểu đi gia đình nên chủ cũng trang bị gọi là đầy đủ với kỹ càng rồi, nên các anh chị mình lấy về thì sử dụng thôi, máy cũng không cần thêm gì hết các anh chị. Tổng thể phía sau đuôi xe thì cũng không có bị chảy xước móp mé gì hết. Trang bị về an toàn thì camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ, gầm bệ con này còn rất mới luôn. Về Fortuner thì hiện tại mới còn một chiếc nữa màu bạc đời 2022. Nếu các anh chị mà thích đời cao hơn thì có thể inbox cho Mai, Mai sẽ gửi chiếc kia cho các anh chị mình tham khảo nhé. Ở phía sau thì anh chủ này gia đình cũng ít khi đi đông người lắm nên gặp hàng ghế lại như thế này, da còn rất mới. Bộ dụng cụ sửa chữa, con đồi tay quay thì để gọn phía bên này này các anh chị, còn mới tan luôn nè. Đấy, còn những cái sơn như thế này luôn các anh chị nhé. Lót cốp cho mình rồi, hai lớp kỹ càng luôn, nẹp chống trầy cho mình luôn. Con này chất xe còn đẹp lắm, bàn về giá thôi. Giá thì bên Mai đang bán lên quanh khoảng tầm 800 đến 850 nha. Tiếp theo nhiên liệu cho một chiếc xe Fortuner máy dầu số tự động thì nó lên quanh khoảng tầm 6.9 cho đến 8.3. Mai thấy khá hợp lý để đi lại, kể cả gia đình hay chạy kinh doanh hay cho thuê đều ok hết. Nội thất hàng ghế thứ hai còn mới lắm, nằm ngồi thoải mái, rộng rãi, tiện nghi nha. Rồi, ghế lái chỉnh điện luôn, tiện nghi cực kỳ luôn nè các anh chị. Xe này đi đúng chuẩn 64.000 km nha. Và full là sự bảo dưỡng hãng luôn. Có tem mát rõ ràng đầy đủ cho mình, có thể nhắc nhở bảo dưỡng luôn các anh chị. Phần vô lăng may da và có phối gỗ cực kỳ sang trọng luôn. Có lại chuyển số trên vô lăng và đàm thoại rảnh tay. Táp lô còn mới và màn hình giải trí này zin theo xe các anh chị. Có cho mình hai chế độ lái và cân bằng điện tử. Những cái phần nhựa, phần nệm bên trong xe còn mới lắm. Rồi ra phía trước, mới kiểm tra cho chị các anh chị phần động cơ nhé. Quan trọng nhất vẫn là ở đây nè, động cơ hộp số ha. Xe này thì hot vô cùng luôn. Anh chị nào mà xem được video này hay là ưng con xe này thì phải tranh thủ chốt ngay, vì xe này dự kiến chị về trong ngày hôm nay thì cháu cộng ngay thôi các anh chị nhé. Đấy, ốc é kêu chỉ nè, sơn xếp như zin nguyên bản đầy đủ. Xe bên Mai thì bao test hãng, các anh chị cứ đưa vào chính hãng chép test thoải mái. Có anh em thầy thợ quen biết thì qua chép thoải mái các anh chị nhé. Ốc é sơn xếp đầy đủ nguyên zin nguyên bản, đẹp vô cùng. Con này thì bên Mai cam kết và cũng như bảo hành cho các anh chị là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ hộp số. Các anh chị đưa vào chính hãng của Toyota đi, họ kiểm tra cho mình được đâm đụng ngập nước, kiểm tra cho mình được lịch sử hãng luôn, thoải mái. Và chi phí nó chỉ lanh quanh đâu đó khoảng tầm 1 triệu thôi các anh chị, không nhiều nhé. Rồi anh chị nào mà ưng xe này thì liên hệ ngay với Mai. Còn xem thêm những xe khác thì theo mã giỏi Mai nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.